What the freaking bad boy. Xin chào các bạn, mình là Cò và chào mừng các bạn. Và đây là tập 4 của Crazy Crab. Cái thanh niên bảo ngay vừa thì đã chết rồi. Cái nhà ở trên cao khó chịu không ơi. Ok, ta đã hiểu. Shit man. Skin như cục cất. Skin như cục cất. Tiếp tục cái tập 4 là mục tiêu là gì mình cũng chẳng biết nữa, chỉ có Bảo biết thôi. What the freaking that man? Sao có mình tôi biết là thế éo nào? Tại sao lại không biết? Bởi vì chưa đụng vào cái crazy quest này, bây giờ cũng chẳng tìm hiểu nó. Được rồi. Sorry. Ah, shit. Ok, ông phát biểu vài lời đi. Từ từ, option zoom đâu nha. Mấy bạn đợi Bảo tiếp đi. Ok. À! Fuck. Đậu rồi một team. What the freak? Ok. Ok, bình thường rồi. Ông ơi, tôi mọc râu đầy mặt rồi. Ok, hôm nay làm gì con? Đang hỏi ông đấy, đang hỏi ông đấy. Ê khoan. Để xem còn đồ không, làm mẹ bộ giáp luôn. Đồ có vẻ khá là sida. Đúng rồi, tôi đang dùng set kim cương mà ông đang dùng amethyst là sao được. Fuck okay, you. Ok, từ từ. Tôi đang cấp số nhân lên. Ok. Ok, đây là cô. Đâu? Bitches. Từ từ ê. Cho trước cái này. Amethyst là full bộ luôn. Yeah, come on baby. What the? Khốn mà đơn lương. Cu. Vãi cu. Ok, mình vô giết em mới thích tôi quẩy lên mấy mẹ này. What the heck? Ok, cái đậu đồ ăn nó hết rồi. Ông ơi, hỏi chúa để biết thêm thông tin chi tiết. Ở giờ cái mục tiêu là cái tập này là cái gì à? Ông phát biểu lẹ và lời. Đi kiếm đồ ăn. Kiếm đồ ăn. Rồi, ok, mục tiêu đã xác nhận. Hết đồ ăn rồi. Nè, tôi còn bắp mà. Ông ăn mình không đi. Bắp ăn đắt gì được ta. Để đùa. Ông bắp. À đây. Có mấy bé bò đây. Có đồng xu à? Xu éo. Spoon. What the. Ow. Nó rớt cái gì không ạ? Big hammer. Big. Oh no. Đâu? Where the freaking. Đâu? Đây à, dưới đây à. Oh shit man. Oh. Đâu không đâu. Tôi đang ở dưới đây. Chest frame. Sao đập yếu rồi? Ok. Không đâu. Come on, từ từ man. Đang kiếm đồ ăn thức uống. Ok god. À thấy không rồi. Đang kiếm đồ ăn. Oh my god, sao này có vẻ drop frame thế nhỉ? Đây không à? Từ, đang lấy đồ ăn. Shit, ok, come on baby. Đây. Where? Để lại đi rồi. Đâu? Đây này. Được rồi, ông đây biết là con dê không được. Đúng rồi, để tôi biến thành người. À. Are you kidding me? Nè. Ồ, chờ quăng tôi. Nè, ông đứng đây. Ồ, cho kiểu đấy à. Rồi, để coi cái này grab được cái gì. Ông quýnh ai rồi? Đi. Ông quýnh thằng cờ nào rồi? Biết. Cái này dùng để chân. Yeah. Ông ăn mình ông đi.
Ta về nhà đây, nung đồ rồi chuẩn bị làm chương trình hôm nay thôi. Ông kiếm thêm đồ ăn không mày? Bà nội ông ăn bắp hả? Ông sắm bằng bắp hả? Hả? Ờ. Đáng lòng. Đúng phận thân in FE vậy thấy. Em chỉ đi kiếm đồ ăn cho chúng nó ăn. Liên quan ông bay. Thân em vừa trắng lại vừa tròn. Thôi. Stop it. Stop man. Are you freaking? Từ. Oh my god. Ủa trong nhà cũng có cái big hammer nè. Ủa cái cái này là tên gì quên mẹ tôi vứt rồi. Vứt gì? Ồ nhiều quá. Ê coi. Ông ơi. Hả? Vừa đập có vài cá nó hỏng rồi. Vãi mẹ. Cái nào? Cái búa ơi. Asian Riot Zombie Pigman. Ê coi coi. À. Hả? Tôi mở cái rương chicken chết lấy của ông á. Sao? Tôi mở cái rương chicken chết của ông ấy, tôi lấy cái big hammer. Đâu mà ông để ý mẹ. Trong người ông á. Trả đây đây. Ông thè thè nó mất. I am the bad boy. Oh god. Ủa? Ủa thức ăn mình cấp số nhân lên được mà phải không? Thế nãy đi kiếm làm gì ta? Vãi lòng thân mình. Về nhà ông ơi. Ở đây có một cái đuốc à. Về nhà ông ơi. Lại về đi. Về nhà đi ngủ, sáng mai làm việc. Làm việc. Có ngồi đúng giường ấy. Đúng rồi. Ông này thì cụt quá nó. Để biến thành GB Web. Đó là mob. GB Web. Ngủ được đất. Ok. Là mob thôi mà ngủ. Ok, đi ngủ. Anh em mình 69 nhau đi. Stupid. Ok, đi ông ơi. Tôi có cái chỗ này muốn ông, tôi có chỗ này rất là sida muốn gửi đến cho ông. Ờ. Que cái bầy, cái chỗ kiến, bầy kiến tôi đâu. Ê. Không bao giờ. Kiến ơi, ra lẹ kiến ơi. Tao cho mày đồ ăn này. Đi ra coi, đang cho kiến ăn. Ra lẹ kiến ơi. Ông đi ra. Ăn lẹ mày ơi. Bố lấy nó ăn luôn. Ra lẹ kiến ơi. Ông tin là tôi quốc ông không? Mình đứng thường. À đây có rồi, ra đây. Ra đây. À, ra gì? Ra đây. Bình tĩnh. Come on man. Thằng vậy là đi mấy con kiến nè. Đâu? Oh shit. Nó sao mày? Giờ ông click vô kiến màu đỏ đi. À. Click chuột phải vô kiến, phải vô kiến màu đỏ. Tôi giết một con. Đeo let zing. Ơ sao nó chuyển đi đâu vậy? Ở đó đi, chờ tôi. Ok. Ông ơi. Hả? Ông ơi. What? Hình như là đây là một thế giới khác à? Yeah, man. Ok. Mình đâu mất luôn rồi. Oh, what the freaking. Say. Cái này là cái chỗ nhà mình nè. Ở chỗ nhà mình rồi. Nhưng mà một cái thế giới khác, nhưng một cái thế giới khác. Ông nhìn xem ở dưới chân mình có cái gì kìa. Từ từ lát quá. Thế tí mình về nhà sao? Ấn thêm con kiến y chang đó, con kiến màu đỏ đó thì về lại nhà. Cái này khu nhà mình rồi. Ông nhìn thấy bên đây ông thấy cái gì chưa? Có mấy con ong rồi. Ông thấy cái tổ xem. Ông cái tổ spawn ông á, thấy không? Mấy cái tổ đó chuẩn bị hiếp dâm đó. Ông đâu rồi? Từ từ tôi đang đập cái mod spawn. Oh god. À! Ông chuẩn bị xung phong chưa? Chưa.
Tôi đang còn rất là bình tĩnh anh nè, rất là shit man. Cứ giật giật cái thế. Ông đờ mờ ông. Đừng có quấn nó ông ơi, ông chết trước nó đấy. Mày chạy à? Chạy mày. Ok ok. Ông đâu rồi? Ông đâu rồi? Đang tay đôi. Trời ơi. Bố ơi. Bố tay đôi với ông à. Ok. Xong chưa? Đang rớt mấy cái gì không à? Xong chưa? Chuẩn bị tấn công tổ ông không ơi? Đâu không? Quất cái Chuẩn bị tấn công chưa? Đâu? Tổ là dưới này không? Ừ. Đếm ngược nghe. Từ what the fuck? Ôi lắm chết vợ cơ lờ. Ông là ok, let's go. Để tôi đập cái mấy cái spawn đấy. À! Ông tôi bay vô giữa tôi đập hết rồi. Ông đập hết đi. Đông vơ lơ. Ok, I'm dead. Oh, drop frame. Ơ tôi bị TP tới chỗ nào sao lắm không ơi. Đờ mờ mấy con ong này nó cứ ở đây sao mà. Ông TP tới tôi đi. Hơi bị xa. Cố gắng hấp tụi nó đi. Anh sẽ tới hấp chú luôn đây. Wow, cái chỗ này nhiều tôi không thế. Nhiều thôi. Đừng mà fan cứ drop thôi là thích. Điếu nào. Frame không mày, không ai fan. Frame. Oh, drop. Oh, drop. Oh, freaking. Sao nhiều con ong muốn tới chỗ tôi thế này? Ông giết tụi nó chưa đây? Đập hết spawn rồi. Tôi đập hết chứ ai. Đúng ok. Ông đánh bên nào vậy? Tôi đánh bên đây mà. Tôi đánh ở dưới chân ông á. Ông đập bên kia tôi đập. Ơ. Bình tĩnh anh em. Chít. Ơ. Oh. Khuôn mặt đứng thường đơ mơ tôi đang ở đâu đây? Oh god. Ông à. Hả? Ông à. Tôi đang đâu à, chết mẹ. Bấm map lên xem. What? Thêm một cái ổ spawn nữa. Ở đây hơi bị nhiều spawn rồi đấy. Ok rồi, cái vừa nãy mà mình ở là ở đâu? Lát đi về. À đây à, đây thấy rồi. Ông giàu. What the... Có mấy cái con này. Ok thấy rồi, ông TB tới tôi. Ông TB tới tôi nhanh lên. Ok xong rồi này. Đâu? Cái này bên này chơi, bên này chơi. Cái dưới chân tôi hả? Tôi đang ở dưới hố đập. Chơi ít. Xuống phòng. Nộp. Anh không xung phong đấy thì sao? Nộp, ông bá đạo quá. Anh đách xung phong. Dragonfly này. Dragonfly. Ra cái bíp ông xuống đánh vào tôi cái. Tôi đang bị lag ping. Oh freaking shit. Nó cứ dính cái độc thôi. Đờ mà. Ok. Wow, baby dragon ông ơi. Baby dragon. Oh my god, baby dragon. Nó là cái gì? Đẻ được rồng à? Hay là rồng con? Rồng con. Tôi cứ đang đập dơ với con này phải đem the fuck. Ông xuống phụ tôi cái. Đang mở rừng. Oh yes man.
Yes. 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 Ông cứ mời. Ơ bọn nó có nước, bọn nó mất máu rồi. Right. Oh, ngon. Ở đây nhiều rương quá. Ôi, có con chùm ông ơi. Oh, freaking shit man. Okay. Đổ nước xuống còn nó mất máu à. Oh yeah, có cái fairy nè. Fairy, fairy tail à. Nhớ ở đây có giáp nữa mà phải không ta? Nó cứ vào nước mà nó mất máu. Tôi éo sợ. Ở đây không có giáp à. Ok, tôi đập mất spawn rồi. Ok, ông đã hoàn thành không tốt nhiệm vụ. Mày giết tao một lần. Tao không chắc là mày đồng đội của mày đờ mờ con chó. Ủa, ở đây không có giáp hả ta? Có cái kiếm à, fairy soul. Không. Có ổ đĩa đâu. Không có ổ đĩa đâu lèm. Sugar can. Đây. Đây. Ok đi ra, đi ra thôi mà chỗ này sida vãi. Có nhiều chest vậy mà. Nó cũng có mấy loại chest nhau à. Oh copy. Yes. Toàn okay. Là đường thôi. Đường với cả cái butter candy. Kẹo butter. Spawn bi. Spawn ra ong. Cái là tao spawn làm gì cho mày giết tao. Mình muốn giết baby dragon. Mình muốn giết baby dragon. Ông đang đâu? Ở trên đấy. Đang killer baby dragon. Mày, tao không biết mày có hạ gì mà nghe. Thì ra thôi. Đừng! No! Freaking! Yes! Tôi đập ông bây giờ. Ôi đẹp vãi. So cute. Kiêu kiêu cái bíp cái đờ mà không để tôi giết. Ôi nhìn cái đuôi ngoái ngoái nhìn bựa vào lờ. Cái bên kia ông cái hết rồi. Ông làm hết rồi. Làm nào? Bên đây à? Hồi nãy bị drop có làm được con khỉ gì đâu. À ông ơi, ông xài cái thử cái kiếm đi. Kiếm gì? Cái fairy sword á, nó tạo ra mấy con tiên nữ cho ông á. Đâu ông đưa đây? Ông có rồi mà. Vừa nãy tôi đã lấy đâu. Ông chết đi. Tôi là con khủng long á. Oh. Oh god. Freaking. Oh. Why so late? Đây nè, kiếm nè. Kiếm đâu? Ông đâu? Đâu, tôi đang đây à. Lên đây này. Lên chỗ cái nhà mà này. Ok. Nó làm được cái gì? Đó, ông quýnh con nào á, cái nó ra được 2-3 con tiên nó phụ ông, nó quýnh tiếp. Ok luôn. Ở được ấy, tiên sinh gái, hey, what the fuck girl. Ông đỉnh sao chính à. Nhiều vãi. Nguyên một bầy đèn luôn. Ok. Khủng long. Đờ mà khủng long mày. Mày vẫy đuôi tèo à. Mèo à. Mèo. T-Rex à. T-Rex đây. T-Rex đây. Baby dragon. Ôi, tôi sẽ đập con T-Rex. Baby dragon. Yeah. Đập T-Rex rồi, cho đồ mày ơi. Ow, shit. Ow, frick. Fuck, shit. Mày đừng có trốn tránh trách nhiệm. Nó làm. Hãy là một người tốt. Hãy để tao biến thành mày. Đừng. Có vẻ tốt đây. Rồi, chiếc mẹ đi vào lava rồi. Ôi vãi. Mấy con fairy nó đang quýnh mấy con khủng long nè.
Đờ mờ mấy con mèo, toàn tiếng mèo. Ha. Được ấy, mấy con fairy này được ấy. Nó đi theo phụ hỗ trợ tôi. Ok. Mày làm xứng đáng làm đệ tử của tao đấy. Ok, tôi biến thành rồng rồi. Baby dragon. Baby dragon á. Ừ. Ha. Giờ để xem nha, để xem để xem bây giờ chúng ta sẽ làm gì tiếp theo ta, hay là chúng ta đánh thêm cái này nữa. Tôi là người chuyên đi gây sự. What the freak. Cái cưng đánh nó cho chị. Đờ mờ. Cái cưng đánh thật lại cho chị. Wow, nhiều thịt vào là. Hốt của đấy mấy bạn ơi. Gì vậy? Skeleton à? Đờ mờ. Giết nó cưng. Giết nó mấy cưng. Mày léo à. Skeleton này. Skeleton này. Cưng theo chị. Ông ơi, một đội quân hùng vĩ luôn. Coi con tôi nè. Tôi không cần bạn gái nữa, tôi không cần mấy con girlfriend nữa. Mấy cưng hết theo chị. Tí nữa chết. Nhưng mà cái đam của cây đấy nó không bằng cái cây kia. Đờ mờ ơi, mấy con này kêu nghe ghê vào lờ. Lúc nó chết đấy. Mày giái tao đấy à, con cờ hó này. Ender Kai. Ông ơi, một con bướm to đùng. Ôi, sao tôi đọc không. Oh shit. Hấp nó, hấp nó đi. Hấp nó cho chị. Thôi mấy con này 1 phút 30 giây. Chết mẹ ông ơi, nó làm tôi ẻo rồi. Ngu luôn. Ngu luôn. Ô, no, 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 no. Oh god. Đi cầm tôi chết rồi. Đánh nó cho chị. À. I'm dead. I'm dead. Tôi chết luôn rồi ông ơi. Đờ mờ con Ender này mặn vờ lờ. Đờ mờ Ender này đúng vờ lờ. Ông đã đai rồi còn nói mày. Thôi đội quân của ta, đội quân hùng vĩ của ta. Đờ mờ mày phiên vờ lờ. Mày phiên vờ lờ. What the hell. Mình xuống nước, nó xuống nước theo luôn. Yeah. Ông người đây có cái kim tự thép mà. Oh. Ở dưới đây một đường. What the? What the? Help. Wow. Cái này thật là tuyệt vời. Cái này tôi chưa từng thấy bao giờ hết. Ông ơi, ông xuống dưới đây. Ừ đấy, đấy. Hình như là Blade này. Spawn Blade này. Chua, lấy hết hối của mấy bạn này. Hối của ấy. Thanh niên xuống này chỉ để hối của. Lấy. À, ôi. Hối của mấy bạn này. Ô, Naruto này. Naruto có chín đuôi kìa ông ơi. Đâu? Đó, Kubi á. Tôi không biết tôi hối của ấy. Thật sự là xin ăn đường. Vâng lên. Oh yes. Lava, đồ lava. Quá ngon. Quá ngon cho một cuộc tình. Ôi, đồ lava. What the.
Ok. Ok. Ok.